Vâng ạ, một con vang tiếp theo, một con vang công ty hàng chính hãng có tên là LS Acoustic S888 và một con vang hàng công ty chính hãng, cơ lai số, rất nhiều các cái option miên man cho anh em luôn. Và anh em nào có nhu cầu mua, các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này. Vâng nha. À, ok. Vâng ạ, mời quay vang chính hãng, một cái thiết kế rất là đẹp, một cái thiết kế ấn tượng nhất trong 2023 các bác nhá. Rất là đẹp luôn, đầy đủ eco dì vọt, chống hú, nâng tiếng, cổng quang, bluetooth, USB đầy đủ, không thiếu một cái gì luôn. Và cái vang này nó có cả chức năng điều khiển cho các bác luôn. Rất tuyệt vời, thật sự là quá tuyệt vời, quá ấn tượng các bác ơi. Đấy, và cái bây giờ mình test cho các bác tiếng dì vọt của nó luôn. Cho các bác nghe thử nha. 2, 6, 1, 2, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 2, 2, 6, 7, lên 6. Thực sự là cái gì mà nó quá ấn tượng so với cái tổng tiền. Các bác có thể tin được không ạ? Một con vang giá rất là bình dân, rất hợp lý cho các bác mà có tính gì mà rất là hay. Một con vang trái chip của Nhật Bản các bác nhé. Đầy đủ những cái option như sau. Chống hú 5 cấp các bác nhé. Chống hú 5 cấp cho các bác luôn. Rồi, có chức năng nâng tiếng này. Rồi, ok. Eco dì vọt. À, các bác nhá. Eco dì vọt rời luôn. 2 delay các bác nhá. 2 delay. Thiết kế đẹp. Các bác nhá. Đầy đủ cổng quang này, bluetooth này. Đó. Quasion là cổng đồng trục này. 2 ngõ AV vào. Đấy, 2 ngõ đầu vào là AV luôn. Đó. Cổng USB này để kết nối mini nhạc này. Rồi, ok cho các bác. 2 mic sau để kết nối cho các bác những cái sản phẩm mà mic không dây. Cực kỳ là ấn tượng và phù hợp với các bác luôn. Đó, những bác nào mà dùng mic không dây cắm đằng sau thì nó quá chân ái rồi đúng không ạ? Quá ngậy luôn rồi. Đó. Công tắc bật nguồn phía trước này, cực kỳ là đa dụng này. Đấy, cho những bác nào mà dùng để vang trong tủ này, khó mà tắt bật này, rất tuyệt vời này. Coi nhá. Thiết kế đẹp này. Đèn đóm nhấp nháy rất là sang trọng các bác nhá. Mặt mica rất sáng bóng đẹp luôn. Đèn điểm xuyết rất là đẹp. À, coi nhá. Chạy 2 delay, đầy đủ eco dì vọt, chống hú và lưng tiếng đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Vâng, bây giờ em có thể tách bạch cho các bác nghe những cái tiếng eco khi mà các bác muốn sử dụng eco. Rất đơn giản các bác nhé, có thể chuyển về bác đi ban đầu cái eco nó đã hay rồi. Không cần phải suy nghĩ gì nhiều các bác nhé. Không phải suy nghĩ gì nhiều cho em. Đấy. Đây. Lên 6 về, lên 1, 2, 6 về, 8, 9 về, lên 2, 6 về, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên 2, 2, 2, 2, 2. Một con vang eco rất là hay, tiếng rất sạch sẽ và gọn gàng cho các bác luôn. Đó, chạy 2 delay rất là hợp lý, như bác nào mà sử dụng loa với hệ thống dài các bác nhá, rất tuyệt vời luôn. Đó, 2 delay này, repeat là tốc độ lặp lại này, gì mà time này, đó, gì mà level này và lapad filter các bác nhá. Đó, rất tuyệt vời luôn các bác nhá. Đấy, trong hú 5 cấp cho anh em này. Đấy, bấm chặt vào khoảng 3 giây nó sẽ hiện phần trong hú này, ép bếp 1 2 3 4 5 này. Đấy. Trong hú để nâng tiếng này, voice care này. Đấy. Rất tuyệt vời cho các bác luôn. Đó. Và cái chức năng điều khiển của nó thì nó có thể cho các bác những cái điều khiển về tiếng to nhỏ của vang nhại này, tiếng to nhỏ của mic, tiếng nhỏ của nhạc. Lựa chọn các cái đầu ngõ vào như DVD, VOD hay BGM Optical. Đó. Rất tuyệt vời cho anh em này, để anh em sử dụng này. Đó, còn cái phần này để điều chỉnh những các bác nào mà nghe hay nghe u nhạc USB cắm vào đây, cái này nghe luôn này, có thể gọi là lấy bài rồi tạm dừng được, rất tuyệt vời. Đấy, khiển khước đầy đủ cho anh em luôn. Và một cái vang chính hãng hàng công ty, các bác lời cam kết tất cả các bác đây là hàng công ty chính hãng các bác nhá. Nói không với hàng fake, hàng nhái trên thị trường. Đấy. Bên em bán hàng LS Acoustic S888 48 các bác nhá. Đó, giá là 1.300.000 đồng. Bao ship cho anh em các bác nhá. Bao ship cho anh em. Đó, bảo hành 6 tháng các bác nhá. Bảo hành 6 tháng. 1.300.000 đồng bao ship cho anh em. Bảo hành 6 tháng, cam kết tất cả các bác đến hàng công ty chính hãng các bác nhá. Hàng công ty chính hãng. Các bác nào thích nhu cầu mà bảo hành thêm, các bác có thể liên hệ với bên em để đàm phán cho nhá. Ok. Bên em bán hàng là bán vật tư cho tất cả gần như là cả người anh em tiêu dùng cũng như thợ luôn, nên cứ như nhau. Nên bên em bán cho anh em là giá vật tư. Thì bác nào có nhu cầu bảo hành thêm, các bác có thể liên lạc trực tiếp với em. Hợp đồng các bác nhá. Đấy, anh em đàm phán với nhau. Con này nó chạy nguồn auto vol các bác nhá. Nguồn auto vol chưa được giải điện từ 90V cho 240V luôn. Có nghĩa là còn lại chạy nguồn xung nữa các bác nhá. Rất là tiện cho anh em nào mà khu vực điện yếu được khỏe các bác nhá. Đó. Rồi như bác nào mà làm show, làm đám cưới, làm sinh nhật ấy thì cặp con này thì quá tuyệt vời rồi, bởi vì dì vật con này nó quá mượt rồi mà. Đúng không ạ?
Dì vào con này thì nó quá đẳng cấp rồi, đúng không ạ? Rất tuyệt vời luôn, rất là hay. Đó. Dì vọt thì cực mật cho anh em luôn, Đấy, và xoay chuyển cho một lốt nhạc các bác nhá. 2 6 2 2 6 2 3 4 5 6 B lên 6. Đấy. Và khi có tính dì vọt như này, các bác xoay chuyển sang eco chỉ trong một lốt nhạc là xoay sang phần eco thế là xong. Các bác nào thích mà chế độ MC ca sĩ, MC đúng không ạ? Thì nói có thể là 1 2 1 2 2 6 7 2 cứ thưa 2 6. Đó. Bác nào mà thích chế độ MC vặn một cái là nó xuống chế độ MC luôn. Cực kỳ là tuyệt vời cho anh em luôn mà không tốn thời gian. Đấy. Tất cả bát trung check chỉnh hết bên ngoài, bát trung check của mic, bát trung check của nhạc. Đấy, super bass chỉnh lông sâu và to nhỏ ở đây luôn. Các bác nhá. Echo gì vọt chỉnh hết bên ngoài, trong hú chỉnh bên ngoài, lưng tiếng chỉnh bên ngoài luôn. Đầy đủ cổng quang, Bluetooth, USB ở bên đây. Và cổng này cổng coaxial là cổng đồng trục các bác nhá. Hai ngõ AV vào, hai mic sau, đấy, công tắc trước. Và con này nó có cả chức năng out ra cổng bông sen cho anh em nào không thích sử dụng cổng ca lông. Đấy, hoặc tiết kiệm tiền dây ca lông thì có thể dùng cái cổng này cũng được. Còn những bác nào mà dùng thì em khuyến cáo các bác nên dùng cao ca lông, bởi vì trước sau thì các bác cũng nên dùng thôi, bởi vì tính cái ca lông nó tiếng sai hơn thôi nhá. Đó, 1.300.000 đồng một cây vang, hàng công ty chính hãng, bảo hành 6 tháng cho anh em luôn, mặt mũi cực kỳ đẹp cho anh em luôn, đầy đủ eco gì vào tất cả chức năng option biên man. Đó, vang nhại thì siêu hay cho anh em luôn. Đó, siêu hay cho anh em. Đó, tuyệt vời cho anh em nhá, cực kỳ là hợp lý cho anh em luôn. Đó, và chi tiết sản phẩm tiếp theo thì các bác có thể xem ngay ở phần phía sau bên em sẽ đăng lên các bác nhá. Đó, ok.